Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái thủ thuật để mình đào con từ cái phần mềm Watch and Earn. Chúng ta muốn đào được, mình muốn làm riết một cái riết giả, mình phải tải cái app multi này về. App này mình sẽ để link ở phía dưới video. Đây, mình có thể thêm rất là nhiều. Nói chung là một cái email của mình á, một nick của mình á sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu ta, một 2.000, cỡ khoảng 2.000 con cho nick chính. Ok, các bạn cứ thêm vô thêm tùy thích thôi. Nếu mà máy bạn mạnh hay các bạn có nhiều Gmail thì các bạn muốn chơi bao nhiêu nick cũng được. Ok, chúng ta vô, này là một cái app mới, mình chưa có đăng ký đăng nhập gì cả. Chúng ta sẽ qua phần My và phần Login Sign Up. Bạn điền cái email của bạn vô, mật khẩu. Và đây là cái mã giới thiệu. Cái mã giới thiệu này các bạn lấy từ cái nick chính của các bạn nha. Cái nick chính của các bạn. Ví dụ như đây, đây là cái nick chính của mình. Đây nó chính của mình, đây là cái mã code, các bạn nhập cái mã code nó chính của các bạn á, các bạn code nó chính của các bạn vô ở đây, ở phần này, xong các bạn bấm get coder, nó sẽ tự động gửi cho các bạn một cái mã code, bạn nhập vào đây và các bạn sign up thôi. Đây là cái nó chính mình, các bạn xem con nha, 449. Mình sẽ qua đây. Đây là mình có hai cái clone. Các bạn xem, muốn xem mà có tiền á là các bạn đừng có xem ở nick chính mà các bạn hãy xem ở nick phụ á, những cái clone của bạn á. Tại các bạn xem ở nick chính là một một nó chạy xong một vòng như thế này nè. Nó chạy xong một vòng như vậy các bạn chỉ được 10 con thôi, nhưng mà cái nick bạn lấy cái nick phụ á. Các bạn coi thì cái nick phụ của bạn nó chạy xong một vòng nó sẽ được 10 con, nhưng cái nick chính của bạn sẽ được 20. 100 lần thì nó ra là 2.000 á, một cái một một đích thì một ngày bạn chạy được 2.000 con á. Để nó chạy xong một vòng mình sẽ bấm vào đích chính cho mình cho các bạn coi. Thông cảm, mạng mình là mạng con rùa, nó chạy chậm lắm. Đó, ok, nhận con rồi ha. Mùi quanh nó chính nè. Đâu vậy ta? Đây, thấy không? Nó sẽ lên là 469. Một lượt xem của nick phụ của bạn thì cái nick chính của bạn sẽ cộng được 20 con. Quá dễ đúng không? Nếu một 2.000 một con, 2.000 con là một nít, một chục nít nó sẽ ra 20.000. Bạn cỡ 14 15 nít thì một ngày bạn sẽ kiếm cả năm, nếu bạn siêng thì các bạn sẽ kiếm nó khoảng được cỡ 5 6 đô là bình thường. Đây. Thấy không? Nếu bên kia xem thì các bạn sẽ cộng được 20 nè, 20 con. Một lần xem của nít phụ bạn sẽ được cộng 20 con. Quá dễ đúng không? Thì một lượt xem thì nó khoảng 30 giây, một nít như vậy nó sẽ một có 100 lượt. 100 lượt thì tương đương với khoảng 50 phút á. Một nít sẽ chạy khoảng 50 phút. Nếu các bạn xuyên thì ngày kiếm 5 số đô là bình thường. Nếu máy các bạn mạnh thì các bạn muốn chơi lần bao nhiêu nít cũng được. Còn không thì cho từng nít cũng không sao. Nó mình kiếm những cái app, những cái clip mà nó dài dài, cái lượng thời lượng nó dài dài vậy nè, 5 6 phút, 7 8 phút gì đó, mình treo nó sẽ được lâu hơn. Mình cứ bấm lên mình cho nó chạy đó, rồi mình vứt đó, mình đi nhiều xíu mình vào là mình bật tiếp cái video khác, chứ đâu cần phải cầm cái điện thoại khư khư lên đâu.
Ok, như vậy là mình đã chỉ cho các bạn cách để các bạn rip cái app Watch and Earn để kiếm coin từ 5 tới 6 đô một ngày. Đó là sự thật chứ mình không hề nói thêm. Nếu các bạn nào đăng ký nick chính á, nick chính các bạn mới tải về thì các bạn nhập cái mã code của mình vào, mã code giới thiệu của mình vào, các bạn sẽ có ngay là 2.000 con. Có 2.000 con cũng như để ủng hộ mình đi. Còn tất cả các nick phụ của bạn á, các bạn thì cứ nhập tất cả các nick phụ của bạn thì nhập mã giới thiệu, nhập mã giới thiệu của nick chính của bạn hết nha. Đều nhập một nick chính hết.